Xin chào mừng tất cả anh chị em, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Lê Chí Linh. Và hôm nay Linh sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng ta một cái câu hỏi của anh chị em chúng ta ở trên YouTube và trên Facebook đã hỏi Linh là có cuốn sách nào để mà chia sẻ dành cho các bạn trẻ mà chúng ta nên đọc hay không. Thì cái cuốn sách đầu tiên mà Linh muốn chia sẻ với chúng ta ở đây, Linh phân loại ra hai loại sách bởi vì nó xuất phát từ cái đối tượng của chúng ta là chúng ta nên đọc cái cuốn sách nào. Ví dụ như chúng ta xuất thân trong một gia đình mà khá giả, một gia đình mà giàu có đó, thì cái cuốn sách mà chúng ta nên đọc đó, đó là Thay đổi tất cả chỉ trừ vợ và con. Đây là cuốn sách của con trai của chủ tịch tập đoàn Samsung. Ông ta sinh ra rất là giàu có và ở một cái điều kiện rất là lý tưởng. Từ nhỏ ông ta đã được đưa sang Nhật học, sau đó lớn lên đi qua Mỹ rồi qua châu Âu học. Và ông ta có sống trong cái điều kiện rất là tốt, một nơi rất là lý tưởng. Và sau đó đến năm 30 tuổi đó, khi mà ông đã tốt nghiệp bằng MBA là thạc sĩ về quản trị kinh doanh, nhưng ông ta đứng về điều hành tập đoàn Samsung thì đứng bên bờ vực phá sản. Và ông ta đặt một câu hỏi là tại sao là mình được học hành bài bản như vậy nhưng mình lại vẫn không có thể thành công được giống như bố của ông ta. Và ông ta mới nhận ra rằng đó là gì? Đó là vì ông ta không có một cái khát vọng, ông ta không có một cái động lực giống như ngày xưa mà khi mà người bố của ông ta đó là hai bàn tay trắng và bắt đầu lập nghiệp nên tạo nên cái tập đoàn Samsung. Và ông ta mới thấy rằng là ông ta thiếu đi một cái khát vọng của cái ý chí, cái khởi nghiệp của ngày xưa. Và ông ta mới quyết định đó là đi học về phát triển bản thân. Và ông ta đúc kết như thế này, đó là một con người chúng ta muốn phát triển, chúng ta cần phải tích lũy đủ một thấm thông tin tích cực, thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái sự đột phá với con người chúng ta. Vậy thì ví dụ giả sử chúng ta ngày một ngày chúng ta đọc một cuốn sách, và một cuốn sách ấy, nặng khoảng 500g, thì chúng ta phải đọc hết 2000 cuốn sách để chúng ta có một tấn thông tin tích cực. Vậy thì 2000 cuốn sách đó mà chúng ta đọc mỗi ngày một cuốn ấy, thì chúng ta mất khoảng tầm 4 năm rưỡi thì lúc đó chúng ta mới hết 2000 cuốn sách này được. Vậy thì chúng ta mỗi ngày đọc một cuốn sách thì 4 năm rưỡi đến 5 năm sau thì chúng ta mới tạo nên một cái bước đột phá với con người của mình. Vậy thì đối với những anh chị em mà chúng ta gọi là sinh ra trong một gia đình giàu có, một cái điều kiện lý tưởng tốt, thì chúng ta nên đọc cái cuốn sách Thay đổi tất cả chỉ trừ vợ và con của Lee Kun-hee, chủ tịch tập đoàn Samsung. Và đối với những anh chị em mà chúng ta xuất thân từ nghèo khó, gia đình khó khăn, mọi cái là nó không được, điều kiện không được tốt, ví dụ như Linh chẳng hạn, thì chúng ta nên đọc cuốn sách. Và đây cũng là cuốn sách đầu tiên mà Linh đọc và nó quyết định đến cái thay đổi về ý chí, về nghị lực, về lòng quyết tâm và thay đổi về cái suy nghĩ của mình, cái tư duy của mình rất nhiều. Đó là cuốn Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách của Chung Jun, của cố chủ tịch tập đoàn Hyundai, người đã tạo nên tập đoàn Hyundai. Và ông ta là được ví như một trong hai vị anh hùng của đất nước Hàn Quốc trong cái thời kỳ mà để phát triển về đất nước Hàn Quốc, đúng không? Và đây là một cuốn sách từ một con người mà 3 lần khi ông ta quyết tâm làm giàu, ông ta đã ra rời khỏi cái làng quê của mình là lên thành phố Seoul. Và sau đó bố của ông ta đó lên tại thành phố, xong bắt đầu đưa về, xong đến lần thứ hai tiếp tục đưa về, có là 2 lần bỏ đi và 2 lần bị đều đưa về. Và đến lần thứ 3 đó thì ông ta trộm con bò, bố của ông ta vừa bán con bò, thế là đêm ông trộm tiền của người bố của mình, sau đó lấy tiền đó làm lộ phí lên Seoul và tiếp tục đó là học về kế toán. Và sau đó bắt đầu ông ta kinh doanh về xưởng gạo, xong đó rồi qua về xưởng ô tô, rồi sản xuất ô tô, rồi chế tạo ô tô, rồi tàu thuyền. Qua những cái câu chuyện đó, qua cái tiểu sử của Chung Jun, chúng ta sẽ học được từ một con người xuất thân rất là nghèo khó, trải qua rất nhiều thất bại, trải qua rất là nhiều khó khăn. Nhưng đối với chủ tịch tập đoàn Hyundai, ông Chung Jun, thì ông ta không bao giờ gọi đó là thất bại, mà ông ta luôn nói rằng là tất cả chỉ là thử thách. Và mỗi lần gặp khó khăn đến, biến cố đến, thì ông sẽ xem đó là một cái thử thách, đó là một cái thách thức mà ông ta cần phải vượt qua. Và sau nhiều năm, ông đã tạo nên cái tập đoàn Hyundai phát triển giống như bây giờ. Nên đó là cái cuốn sách mà chúng ta cần đọc. Và sau khi mà chúng ta đọc cuốn sách đó xong đấy, thì một cái cuốn sách nữa mà chúng ta cần phải đọc, đó là cuốn Nghĩ giàu làm giàu. Bởi vì cuốn này nó sẽ giúp cho chúng ta, nếu những anh chị em nào chúng ta muốn phát triển về làm giàu đấy, thì đó là cuốn thứ hai mà chúng ta cần phải đọc. Đó là cuốn Nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill. Và đây là cuốn sách mà gọi là gối đầu giường của những cái người thành công và người ta đọc. Và chúng ta biết là chủ tịch tập đoàn của Trung Nguyên là ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông ta cũng đọc cái cuốn này. Và sau đó ông ta cũng tặng cái cuốn sách này cho rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam và họ sẽ có thể đọc nó miễn phí. Rồi có thêm một cái cuốn nữa, đó là cuốn về bí mật. Cuốn bí mật đó là một cái cuốn mình rất là tâm đắc, mình thấy nó rất là hay và chúng ta ứng dụng và chúng ta làm theo những bài tập trong cuốn bí mật thì điều kỳ diệu nó sẽ đến với chúng ta. Và cuốn thứ tư mà chúng ta cần đọc ấy, đó là cuốn về phép màu. Phép màu thì lúc đó là chúng ta sẽ có 28 ngày để chúng ta luyện tập về bài tập về biết ơn. Và chúng ta làm theo đúng 28 ngày đó, điều kỳ diệu nó sẽ đến với chúng ta.
Và sau đó chúng ta muốn trở nên thành công, chúng ta muốn trở nên xuất chúng, thì cuốn thứ 5 mà chúng ta cần đọc đó là cuốn Hành Trình Người Xuất Chúng, do tôi viết và sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Để làm thế nào để chúng ta trở thành một nhà lãnh đạo, làm thế nào để chúng ta kinh doanh thành công, thì đó là tôi có một cái bộ sách về hành trình người xuất chúng, viết từng bước chi tiết một để giúp chúng ta hoàn thiện và chúng ta phát triển về bản thân. Và ở cái cuốn tập 1 đầu tiên tôi nói là về văn hóa xây dựng một đội nhóm. Nếu những anh chị em nào chúng ta đang kinh doanh thì chúng ta hãy đọc cuốn sách này, và nếu chúng ta bắt đầu khởi nghiệp chúng ta cũng đọc cuốn sách này, bởi vì đó là cuốn sách mà tôi dùng để đưa lại cho những cái người mới vào cái công ty của tôi. Thì cái đầu tiên đó là họ học, cần phải học về phát triển bản thân, họ phải cần phải hoàn thiện về bản thân mình, và đó chính là giống như một cái cẩm nang, đó là một cái hành trình để bắt đầu từ một người bình thường trở nên xuất chúng trong cái thời gian ngắn nhất. Đó là cuốn sách mà tôi viết dành cho nội bộ. Thì chúng ta vẫn có thể tìm đọc cái cuốn sách này ở trên Tiki hoặc là Fasa, và chúng ta có được cái cuốn sách này. Ok, và chúng ta có những cái ý tưởng hay là chúng ta có những cái cuốn sách nào mà chúng ta có thể đề xuất, thì xin mời chúng ta hãy comment tên cuốn sách ở dưới đoạn video này để giúp cho nhiều người chúng ta có thể học được, đọc được nhiều hơn. Thực tế thì tôi còn rất nhiều cuốn sách mà muốn chia sẻ với chúng ta, nhưng nếu mà nói về khoảng 5 cái cuốn đầu tiên thì đó là 5 cuốn mà tôi muốn chia sẻ với chúng ta và chúng ta nên đọc để chúng ta có một nền tảng tốt. Sau đó chúng ta sẽ theo từng cái lĩnh vực thì chúng ta sẽ đọc cuốn sách khác nhau. Ví dụ như chúng ta theo về đuổi về marketing thì chúng ta tập trung đọc cuốn sách về marketing. Chứ nếu chúng ta theo về bán hàng thì chúng ta nên tập trung đọc về những cuốn sách về bán hàng. Nhưng 5 cuốn đầu tiên đó là 5 cuốn nền tảng để chúng ta có nền tảng tư duy là chúng ta cần phải đọc trước. Thì sau đó chúng ta đọc về chuyên ngành nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như chúng ta muốn trở thành về nhân sự tốt thì chúng ta hãy đọc những cuốn sách về nhân sự. Chúng ta muốn trở thành nhà lãnh đạo thì chúng ta đọc sách về nhà lãnh đạo. Tức là chúng ta đang theo đuổi trong lĩnh vực nào, chúng ta hãy tìm những cuốn sách đó, những cuốn sách hay về trong lĩnh vực đó để chúng ta đọc kỹ và chúng ta đọc thật nhiều lên, thì lúc đó con người chúng ta sẽ dần phát triển. Và chúc cho tất cả anh em chúng ta trở thành những người thành công, và xin chào hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở trên đỉnh thành công anh chị nhé. Rồi hãy nhớ bấm subscribe và share kênh của Linh cho nhiều người để chúng ta biết đến về chương trình này, và hãy nhớ mỗi ngày Linh đều có một video để truyền tải đến cho tất cả chúng ta. Và chúng ta có bất kỳ một câu hỏi nào thì chúng ta hãy comment về câu hỏi ở dưới video, và Linh sẽ làm video và sẽ trả lời cho tất cả chúng ta thông qua những cái video này. Và hãy nhớ bấm vào subscribe và sau đó bấm vào nút chuông để mình là người đầu tiên nhận được những cái video mà Linh chia sẻ. Và xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị em chúng ta.